Bí thư xã đoàn Đắc Man, xin kính chào quý thầy cô là lãnh đạo và giáo viên học sinh trường tiểu học Đắc Man. Ngày hôm nay em xin thay mặt cho tập thể cán bộ giáo viên và học sinh của các trường tiểu học và trung học cơ sở tại phường Tam Quan lên trường tiểu học Đắc Man. Thì khi đặt chân lên đây thì có một cảm giác là rất là thân thiết, bởi vì chứng kiến cái sự tiếp đón rất là chân tình của quý thầy cô ở tại trường tiểu học Đắc Man, em rất là vui. Cho nên lời đầu tiên thì xin gửi tới quý thầy cô và học sinh cùng với gia đình lời kính chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Tiếp theo thì cho em xin thay mặt ban giám hiệu của các trường tiểu học và trung học cơ sở tại phường Tam Quan xin gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô là lãnh đạo, là giáo viên của trường tiểu học Đắc Man đã sắp xếp tạo điều kiện để cho thầy trò chúng em có được một cái buổi giao lưu học hỏi và chia sẻ ở tại trường tiểu học Đắc Nam. Em mong rằng sau cái buổi giao lưu ngày hôm nay, chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa những dịp gặp mặt để chúng ta có thể chia sẻ cho nhau nhiều hơn những cái kinh nghiệm và những cái niềm vui trong cuộc sống. Thay mặt cho các trường tiểu học và trung học cơ sở tại Tam Quan xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới quý thầy cô, chúc cho nhà trường luôn đạt được những cái thành công trong công việc dạy và học. Và cũng mong rằng là trong thời gian tới, kính mời quý thầy cô, trường tiểu học Đắc Man sẽ sắp xếp một cái thời gian hợp lý để xuống thăm các trường và địa bàn phường Tam Quan để cho tôi và các đồng nghiệp của tôi và học sinh được tiếp đón quý thầy cô, cũng như là quý thầy cô đã tiếp đón chúng tôi ngày hôm nay. Cuối cùng xin kính chúc tất cả quý thầy cô, quý vị đại biểu và các em học sinh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn quý thầy cô.